Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng Tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi thân tháng Tư âm lịch năm 2021. Tử Vi tháng Tư âm lịch năm 2021 của tuổi thân về phương diện sự nghiệp tháng này, cục diện tương phá và các tinh thiên đức đồng xuất hiện trong tử vi tháng 4 năm 2021 âm lịch của người tuổi thân báo hiệu bản mệnh có vận quý nhân và tiểu nhân song hành, có sự trợ giúp nhưng cũng có sự quấy phá, có thành cũng có bại. Nhưng do ảnh hưởng của phá thái tuế quá lớn, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền, không để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này, khó khăn bùa vây, áp lực tăng cao, đã vậy bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, nên mưu sự thận trọng. Tuổi thân làm việc dựa vào sức mình là chính, đừng trông chờ vào người khác. Cũng trong tháng này, nguyệt lệnh lâm đất tử ở thân còn khiến tâm tính những chú khỉ có nhiều sự biến động, buồn vui thất thường, dễ rơi vào trạng thái đa sầu đa cảm, vì thế mà ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao. Nếu cư xử không khéo, bạn dễ vấp phải rèm pha, có kẻ tìm cách nói xấu, hãm hại nguy cơ đụng độ tiểu nhân của mệnh chủ đang khá lớn. Bạn nên khiêm tốn giữ mình hơn là khoe mẽ, gây hấn trong những chuyện không đáng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đừng tự mua dây buộc mình. Cho dù có được chính ấn trợ giúp để công việc tiến triển theo kế hoạch nhưng trong quá trình vấp phải không ít khó khăn, đòi hỏi bản mệnh phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể kiểm soát tốt mọi thứ. Vận khí trong tháng còn non yếu, ít gặp may mắn. Do đó, đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh mưu đại sự. Với những ai có ý định nhảy việc cần cân nhắc kỹ càng lợi hại. Đừng vì phút bồng bột mà để bản thân rơi vào cảnh lông bông. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi thân về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng tư năm 2021 tuổi thân âm lịch, đường tài vận của con giáp này khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội để con giáp này phát tài. Chính tài chứng lại, thiên tài không có khởi sắc. Dù có thiên đức quý nhân đưa đường chỉ lối, mang tới không ít mối làm ăn lớn, nhưng trong tháng dụng độ phá thái tuế, bạn cần hết sức thận trọng trong đầu tư kẻo bị lừa đảo. Nếu nóng vội, chủ quan, bạn sẽ đánh mất hết những gì mình đã gây dựng bấy lâu. Đặc biệt cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo chẳng những không đòi lại được mà mối quan hệ tình cảm đôi bên cũng tan vỡ. Thời điểm này bản mệnh nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều việc lặt vặt khác mà lợi bất cập hại. Nguồn thu có thể thêm một chút nhưng hiệu quả công việc giảm, thậm chí thu nhập chính cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhìn chung tháng này thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, tuy không đến mức túng thiếu nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ đầu, e rằng cuối tháng bạn sẽ phải vay mượn, nợ nần để trang trải. Theo dõi phi tinh tháng, cửu tử chủ may mắn, hỉ khí ngụ tại phương chính đông. Đây được coi là phương vị vượng vận trong tháng nếu được bài trí phong thủy tốt sẽ dễ dàng thu hút vận may vào nhà, thúc đẩy tài lộc thêm vượng. Tại hướng chính đông của ngôi nhà, phòng khách hay nơi làm việc, tuổi thân có thể đặt biểu tượng rồng phong thủy để thúc đẩy công danh và tài lộc dồi dào. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi thân về phương diện tình duyên. Tử vi tháng khuyên người tuổi thân cần hết sức thận trọng với chuyện tình cảm của mình trong tháng tư năm 2021 âm lịch này điềm báo tử vi cho thấy đây sẽ là một tháng vui ít buồn nhiều, muộn phiền bùa vây với những chú khỉ. Tháng có âm sát hung tinh ngấm ngầm chia rẽ tình duyên, khiến vận trình tình cảm của bản mệnh thăng trầm bất ổn. Dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp đều gặp không ít rắc rối. Các cặp đôi liên tục xảy ra xung đột cãi vã, gia đạo bất an, không khí gia đình thường xuyên rơi vào cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Đã vậy lại có tương phá thái tuế mang thêm thử thách về sự thủy chung đời sống hôn nhân thiếu sự quan tâm chia sẻ đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng thường mâu thuẫn cãi vã tạo cơ hội cho người ngoài xuất hiện ở giữa nếu không lý trí bản mệnh dễ phạm sai lầm tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua bạn nên nhớ rằng chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau là cách đơn giản mà hiệu quả để giữ gìn hạnh phúc gia đình bên cạnh đó nếu có thời gian hai bạn nên sắp xếp đi du lịch cùng nhau để có không gian riêng tư hâm nóng tình cảm và hóa giải mọi hoài nghi về nhau theo cửu cung phi tinh tháng Nhất Bạch chủ nhân duyên đào hoa hỷ khánh ngủ ở vị trí đông nam trong tháng này. Khu vực này nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bạn về chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng Tư âm lịch năm 2021 của tuổi thân về phương diện sức khỏe. Sức khỏe tuổi thân cũng khó đạt trạng thái lý tưởng trong tháng mới. Công việc bận rộn, áp lực bùa vây khiến bản mệnh thường liên tục căng thẳng đầu óc trong thời gian dài, sức khỏe của xuất hiện khá nhiều điểm bất thường như đau nửa đầu dữ dội, suy nhược thần kinh, mất ngủ. Nhiều người còn gặp vấn đề về chất lượng giấc ngủ hay ăn uống đều giảm sút, bạn có thể sụt cân bất thường, chớ nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Do đó, bạn cần hết sức chú trọng việc dưỡng sinh tinh thần, từ đó mới điều hòa được toàn bộ hoạt động của cơ thể. Ngoài ra, thời tiết bước sang mùa hè nắng nóng, mệnh chủ cũng nên chú ý dưỡng sinh mùa hạ bằng cách ăn uống thanh đạm, hạn chế các đồ quá giàu dinh dưỡng. Các món thanh đạm và có tác dụng giải nhiệt sẽ giúp duy trì cơ thể ở trạng thái thư giãn, hài hòa, hạn chế cảm giác khó chịu vì thời tiết quá nóng nực. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng 4 âm lịch năm 2021. 1. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren áp lực. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. 2. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết tâm tính biến động, buồn vui thất thường, dễ rơi vào trạng thái đa sầu đa cảm. Quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 3. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết đường tài vận ảm đạm, không có nhiều cơ hội để phát tài. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 4. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết các cặp đôi liên tục xảy ra xung đột, cãi vã, gia đạo bất an. Quý nhân, tị, mùi. Tiểu nhân, sửu, ngọ màu sắc may mắn, đen, đỏ. năm Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết cần chú trọng việc dưỡng sinh tinh thần, giải tỏa áp lực. Quý nhân, hợi, ngọ. Tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.